Mang nó hết xèo nữa không anh? Dạ hết bình thường. Mùn cám không đỡ mà. Anh cô đây anh chưa có mùn viêm. Mùn bọc nó kinh không? Nói trong video hỏi dùng cái mũi dao vậy đâm cái nặng đâm cái nặng. Từ đường mình béo ra thôi à? Dạ. Sao biết chỗ một có mùn hay ta? Hai chắc hai mà con lại bao về trước đi. Bao cái xe về trước đi. Thì nghỉ thôi chứ có gì đâu. Thì bình thường mà. Mai đó hả? 24, 25. Để bay á. Đi thôi chứ. Đổ phân, đổ vàng đây hả? Hay là đi phân bì? Tốn tiền. Tức là tuần sau nữa đó. Tuần sau nữa. Tuần này là mấy 19-20. Quê ở đây. Quê ở đâu? Huế à? Chứ em phải chở mẹ đi chứ. Thôi chở mẹ đi được không? Thôi chở mẹ đi đi chứ. Nói chung là tình cảm đó. Để ở đâu chứ? Để đây này. Điện thoại con để đây này.
chìa khóa. Chìa khóa để ra, chìa khóa xe máy con để mất rồi. Thôi con đi xe khóa đi với mẹ về. Ra đi xe. Vừa đi về đi. Cái này một cục rồi, đúng rồi. Biết. Nếu mình không nặng ra là bị sao anh? Thơ ngay mặt. Trời ơi. Cái miếng còn. Dạ. Âm hồi sáng âm hồi sáng không chịu đau được, mụn thì đã hơn hôm nay nhưng mà không chịu đau được. Hôm nay mụn khô ra khô rít. Đi tây ông kia mụn vàng đã hơn đó. Khô mà rớt luôn mà, đâu có chịu dính nữa. Tưởng khô rang rồi, cái đường rồi.
6 khóa chị mua đó. Nhiều không? Có chữ trắng này.